Trên phiên bản hoàn toàn mới, Kia Sedona 2021 tại thị trường Việt Nam dự kiến sẽ chính thức thay đổi tên gọi thành Carnival nhằm mục đích thống nhất tên gọi chung trên toàn cầu. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về Kia Sedona 2021 hay còn được gọi là Kia Carnival trên xe chuyên dụng lăn bánh trên đường phố Việt Nam đã bất ngờ xuất hiện trên các trang mạng xã hội và thu hút đông đảo sự chú ý từ người tiêu dùng. Theo phỏng đoán, rất có thể đây là xe chính hãng và dự kiến sẽ có mặt tại đại lý từ tháng 6 năm nay. Trước đó, một số tư vấn bán hàng của Kia từng tiết lộ mẫu MPV ăn khách Sedona 2021 sẽ bắt đầu có mặt tại thị trường Việt Nam vào khoảng quý 3 năm nay. Bên cạnh đó, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ chính thức đổi tên từ Sedona thành Carnival nhằm thống nhất tên gọi cùng với nhiều thị trường trên thế giới. Kia Sedona 2021 thuộc thế hệ sản phẩm thứ tư và sẽ tiếp tục được phân phối tới tay người dùng Việt thông qua dạng lắp ráp trong nước bởi nhà sản xuất Thaco. Ở phần ngoại thất, Kia Sedona 2021 sở hữu phong cách thiết kế hoàn toàn mới với tạo hình vuông vắn, mạch lạc và khỏe mạnh hơn so với phiên bản trước. Đối với khu vực đầu xe, sự thay đổi lớn nhất trên Kia Sedona 2021 tới từ nhiều chi tiết như bộ mặt ca lăng mũi hổ đặc trưng to bản, cụm đèn chiếu sáng với thiết kế sắc bén và cầu kỳ hơn, cản dưới sửa đổi và phần nắp capo dài. Ở khu vực thân và đuôi xe, thay vì kiểu thiết kế dáng xe mềm mại như phiên bản tiền nhiệm, đội ngũ kỹ sư của Kia đã thiết kế Sedona mới với phong cách vuông vắn và nam tính hơn. Trong đó, toàn bộ phần khung xe phía sau, bao gồm trụ B, C và D, đều có chiều cao khá tương đồng, mui xe thẳng và chỉ vắt nhẹ xuống đuôi. Tương tự phần ngoại thất, không gian cabin của Kia Sedona 2021 cũng được mang phong cách thiết kế hoàn toàn mới, trong đó nổi bật là thiết kế màn hình đôi cho thắc vụ giải trí và đồng hồ công tơ mét như một số mẫu xe sang. Cần số được chuyển sang dạng núm xoay điện tử hiện đại, toàn bộ ghế bọc da, v.v. Về chuyển động, Kia Sedona 2021 có thể sẽ được bán ra tại Việt Nam với hai tùy chọn về động cơ, bao gồm cả động cơ xăng và động cơ dầu, tương tự như người anh em Kia Sorento.